Thưa bà con, để giải quyết tình trạng rau quả sản xuất ra nhiều nhưng lại tắc đầu ra, cần phải có sự liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trong sản xuất. Với mục tiêu như vậy, mới đây thì Viện Cây Lương Thực và Cây Thực Phẩm đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương thực hiện dự án xây dựng mô hình sản xuất cây rau màu đạt tiêu chuẩn xuất khẩu phục vụ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Những cây bắp cải này có độ đồng đều khá cao. Số lượng cây loại 1 có bắp đạt từ 1,6 đến 2,2 kg một bắp, đạt trên 75%. Cây loại 2, khối lượng bắp từ 1,2 đến 1,5 kg trên một bắp, đạt từ 20 đến 25%. Tỷ lệ bắp loại 3 rất thấp hoặc không có. Anh Đặng Văn Đức dự kiến năng suất mô hình trung bình đạt từ 1,4 đến 1,6 tấn trên một sào, tức là khoảng từ 40 đến 45 tấn trên một hecta. Với giá thu mua 5.000 đồng 1 kg, anh Đức thu lãi gần 5 triệu đồng trên một sào. Thì như bản thân gia đình chúng tôi là trồng khoảng 8 sào. 8 sào thì chúng tôi trồng là cái Sakata 971, rồi cái VN560 được cái viện cây hỗ trợ 100% hạt giống. Tôi đã trồng 2-3 vụ này rồi. Thì là cái mang lại hiệu quả kinh tế, nói chung là cái 971 là năng suất rất là cao. Mỗi sào bình quân như gia đình chúng tôi hàng năm là chúng tôi bán từ 7 đến 9 triệu một sào. Đấy, thì đầu tư là được khoảng phân do rồi là các chi phí khoảng 2 triệu. Đấy, thì còn lợi nhuận được khoảng từ 4 đến 5 triệu. Đấy, một sào. 8 sào tôi thu được 50 triệu đồng. Là tôi đã bán một loạt luôn. Đây là mô hình sản xuất rau tập trung, xây dựng trên mối liên kết 4 nhà: nhà nước, nhà khoa học, nhà nông và nhà doanh nghiệp. Năm 2017, Viện Cây Lương Thực và Cây Thực Phẩm đã xây dựng 250 ha mô hình cây rau, trong đó mô hình bắp cải là 100 ha. Tại xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, mô hình bắp cải được trồng tập trung ở hai thời vụ với giống bắp cải Sakata No 71 VL560. Được nhà nước quan tâm và được các công ty về liên kết như vậy thì nói chung là nhân dân rất phấn khởi, được có cái đầu ra ổn định và cũng là sản xuất ra đảm bảo, cũng không như những năm trước là khi sản xuất ra mà không tiêu thụ được, rất là vất vả của bà con nông dân. Thế thì riêng cái vụ đông năm 2017 thì hợp tác xã liên kết với chỗ viện cây lương thực và cây thực phẩm triển khai cái mô hình dự án là 45 ha với có 281 hộ tham gia cái dự án này. Thế riêng ở đây thì riêng cái 45 ha này thì được viện cây lương thực thì đã chuyển giao khoa học kỹ thuật đến bà con thu mua. Hai nữa là chỗ anh Trường là cái công ty Hưng Việt thì cũng đã về cam kết bà con là thu mua 100% cái sản lượng của cái 45 ha rau màu này. Thế ngoài ra thì riêng cái công ty viện cây thì đã cấp giống thì tôi thực tế là làm 2 trả. Do giống sinh trưởng phát triển tốt, khả năng chống chịu sâu bệnh gây hại khá, kỹ thuật trồng chăm sóc được nông dân áp dụng tốt như bón phân cân đối, bón kịp thời cho từng giai đoạn phát triển của cây, nên cây trồng phát triển tốt, đến nay chưa xuất hiện triệu chứng sâu bệnh hại. Trước kia bà con trồng hết sức dày để đảm bảo số lượng cây số lượng nhưng mà chất lượng thì không có, cho nên trước nhất là chúng tôi phải đảm bảo về mật độ trồng. Cái thứ hai chúng tôi về vấn đề phân bón, về đảm bảo cho bà con đón bón đúng thời kỳ, đúng lúc, đúng loại phân để đảm bảo cho chất lượng và đúng cái thời kỳ sinh trưởng phát triển cây để nói cho cây sinh trưởng phát triển tốt nhất. Cái thứ ba là đặc biệt quan trọng, đó là vấn đề thuốc bảo vệ thực vật. Chúng tôi có liên tục có cái hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, có sổ ghi chép về vấn đề thuốc bảo vệ thực vật cho bà con để có bà con sử dụng và làm sao cái thời gian cách ly tốt nhất để thu hoạch sản phẩm vân vân. Thì như vậy thì trong quá trình vừa qua chúng tôi đi kiểm tra đánh giá và kiểm tra về an toàn thực phẩm các cái sản phẩm của dự án thì đều đạt vào cái tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Cũng nghĩa rằng với cái biện pháp kỹ thuật này thì chúng tôi cũng tiếp tục là cùng với các bà con nông dân của Hải Dương tiếp tục là chỉ đạo kỹ thuật theo cái hướng trên để phục vụ cho cái sản phẩm của chúng ta, của dự án cũng như cái sản phẩm sản xuất rau của bà con nông dân an toàn và chất lượng tốt để đảm bảo cung cấp cho thị trường. Tham gia mô hình, người dân được tập huấn về kỹ thuật sản xuất rau an toàn, viện cây hỗ trợ toàn bộ giống và chuyển giao khoa học kỹ thuật.
Đồng thời, viện đã ký kết hợp đồng với hai công ty thu mua toàn bộ sản phẩm. Thông qua dự án này đã giúp cho công ty chủ động được nguồn nông sản đạt tiêu chuẩn chất lượng, phục vụ nhu cầu nội tiêu và xuất khẩu ngay trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Như nhà máy tôi là bây giờ tôi đăng ký mấy bên Đài Loan là đang xuất khẩu cái bắp cải đi sang Đài Loan ấy. Thì họ yêu cầu là thứ nhất ấy, là bắp cải là nó phải là từ một kg 7 trở lên. Đấy. Thứ hai nữa là kiểm soát làm sao chặt chẽ được cái khâu mà thuốc bảo vệ thực vật. Cái kiểm soát được cái thuốc bảo vệ thực vật là cái quan trọng nhất. Nếu như mà chúng tôi không kiểm soát được khách hàng bên nước ngoài, kể cả bên phía Việt Nam và bên nước ngoài mà kiểm soát mà thấy có những cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật thì chúng tôi không thể xuất khẩu đi được. Mà nếu không xuất khẩu đi được thì đương nhiên là cái giá trị kinh tế là chắc chắn là chúng tôi sẽ thu mua giá nó phải rất là thấp, thậm chí là nếu như không đạt chất lượng là chúng tôi sẽ không thu mua. Việc tổ chức sản xuất gắn với bao tiêu sản phẩm là mô hình có tính khoa học và thực tiễn cao, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của sản xuất hàng hóa lớn, được cơ sở và nông dân tiếp nhận tích cực.